Xin chào các em, hôm nay cô sẽ tổng ôn tập cho các em trọng tâm ngữ pháp của cái chương trình Unit, Starter Unit là unit đầu tiên trong chương trình học của mình để các em chuẩn bị tốt nhất cho các bài kiểm tra 15 phút và kiểm tra giữa kỳ sắp tới nhé, cũng như là bài kiểm tra cuối kỳ 1. Hy vọng rằng các em hãy theo dõi video đầy đủ, chúng ta ghi chép vở cẩn thận để có thể đạt được kết quả tốt nha. Rồi, đầu tiên Language Focus Practice là chúng ta sẽ sau mỗi bài thì cô sẽ có một bài tổng ôn tập về ngữ pháp cũng như là các cái trọng tâm kiến thức. Các bạn lưu ý theo dõi kênh nhé. Phần Starter Unit thì chúng ta học khá là nhiều mà mảng ngữ pháp quan trọng thì các bạn tập trung vào đây. Be, cách sử dụng động từ to be dạng khẳng định, affirmative là dạng khẳng định và negative là dạng phủ định. Khẳng định tức là có cái gì, là cái gì, làm cái gì, còn negative tức là không là cái gì, không phải cái gì, không như thế nào. Negative là có từ không các bạn nhé. Rồi, câu bài số 1, hãy viết những câu sử dụng dạng khẳng định hoặc phủ định của động từ to be. Thì các bạn nhớ giúp cô, động từ to be thì tương ứng với chủ ngữ thì nó có các dạng khẳng định và phủ định, cũng như là cách chia khác nhau. Vậy thì với chủ ngữ là ai thì động từ to be đi với am, được chưa? Ở đây cô đã viết cho các bạn bên này rồi. Chủ ngữ là ai thì động từ to be đi với am, phủ định những thêm not đằng sau hoặc viết tắt là am not. Các bạn ôn lại video nhé. Chủ ngữ là you we they, bạn, chúng tôi, họ thì đi với trợ động từ là are, và phủ định chúng ta thêm are not hoặc là aren't, dạng phủ định viết tắt. Và chủ ngữ là he, she, it thì chúng ta phải đi cùng trợ động từ to be là is và dạng phủ định là isn't. Vậy chúng ta cùng điền câu 1 nào. Ở đây là câu khẳng định, dấu tích là câu khẳng định. I am from the UK. Tôi đến từ nước Anh. Câu số 2 phủ định. William and Louis. Hai bạn này thì là anh em trai đúng không? Thì chúng ta sẽ chia danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều thì chúng ta chia tương tự như người yêu quý dây. Are brothers là anh em trai. Câu số 3. You into video games. You aren't. Bạn không. Nhưng trên cô có nói là thêm not hoặc chuyển sang dạng viết tắt. You aren't into video games. Bạn không thích chơi game. Câu số 4, David isn't. David là một người chia tương tự như ngôi he. David isn't good at football. David thì không giỏi bóng đá. Number 5, we 14. Chúng tôi không phải 14 tuổi, đúng không? We aren't 14. Number 6, they are into skateboarding. Họ rất là thích trượt ván, được chưa? Rồi, đến bài số 2, đại từ nhân xưng, đại từ chủ ngữ, đại từ nhân xưng. Và possessive adjectives là tính từ sở hữu, được chưa? Vậy thì cô đã nốt hai trường hợp đại từ nhân xưng là cột đầu tiên, I, you, we, they, he, she. Thì tương tự với các cái tính từ sở hữu my, your, our, their, his, her, its thì tính từ sở hữu mình dịch là của. Thì ở đây các bạn nhớ cho cô, tính từ sở hữu sẽ đi sau đó là danh từ các bạn nhé. Ví dụ my house hay his book. Sau tính từ sở hữu luôn luôn có một danh từ, được chưa? Đây là dấu hiệu đầu tiên phân biệt tính từ sở hữu. Còn đại từ chủ ngữ thì đứng đầu câu, làm chủ ngữ của câu, được chưa? Vậy chúng ta cùng làm câu số 1 này. Em and Ahmed thì là hai người không thuộc về chúng ta thì là họ, dùng they. Câu số 2, Jane. Jane thì rất là thích âm nhạc. Jane là cô ấy, con gái, một người, dùng she. Chủ ngữ là she. Câu số 3, David and I. Hai người nhưng lại bao gồm cả mình, chúng ta sẽ dùng we. Câu số 4, you and Kate. Bạn và Kate, tức là các bạn, chúng ta dùng you. Number 5, this computer. Cái máy tính này thì rất là tốt. Cái máy tính là vật, dùng it. Và câu số 6, John. John is a teacher. John là một thầy giáo. Vậy thì John là con trai và một người, chúng ta dùng he, anh ấy. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta chuyển đến bài số 3. Choose the correct answers. Hãy chọn đáp án đúng. Ở bài này thì chúng ta lại chọn những cái tính từ sở hữu đấy các bạn ạ. Và các bạn nhớ giúp cô là tính từ sở hữu luôn luôn theo sau bởi một danh từ. Được chưa? Rồi, câu số 1. We like cycling. Chúng tôi thích đạp xe. Nó là cái môn thư thể thao ưa thích của chúng tôi. Bởi vì ở đằng trước chúng ta thấy từ we nên chúng ta sẽ quy đổi we sang our, được chưa các bạn? Câu số 2. Bạn này thì bạn ấy rất giỏi bóng rổ và anh trai của bạn ấy cũng giỏi bóng đá. Tức là các gia đình này rất là giỏi thể thao. Vậy bạn Michael này, bạn là con trai thì sẽ dùng là his, anh trai của bạn ấy. Câu số 3, I'm 11, tớ 11 tuổi. Friends in town.
Ở đây chúng ta thấy chủ ngữ là I thì chúng ta quy đổi là my. And my friends is 12. Và bạn của tớ thì 12. Câu số 4 tương tự, a good book. A good book là một vật, một cuốn sách tốt. Chúng ta dùng its name, tên của nó là The Hunger Games. Câu số 5, my sister là một người, là con gái, tương đương với chủ ngữ she. Đã chủ ngữ she thì chúng ta sẽ quy đổi sang tính từ sở hữu là her. Các bạn chỉ cần gióng bảng thôi, phân tích và gióng bảng. Her favorite film is a Lego movie. Cái bộ phim ưa thích của chị tôi, cô ấy là bộ phim Lego. Câu số 6, Anna and Lily are my friends. Anna và Lily là những người bạn của tôi. Những người bạn của tôi, Anna và Lily, hai người không thuộc mình không có trong đó thì là họ. Họ, chúng ta sẽ dùng their parents are from Australia. Được chưa các bạn? Chúng ta chuyển xuống bài tiếp theo, object pronouns. Đại từ tân ngữ. Đại từ tân ngữ thì cô vẫn giữ lại đại từ chủ ngữ cho các bạn nhé. Đại từ chủ ngữ là I, you, we, they, he, she. Nó là đại từ chủ ngữ của câu. Và chủ ngữ thì thường đứng đầu câu, có chịu là cái chủ thể của hành động nào đó trong câu. Vậy tân ngữ thì chúng ta có các cái từ sau: I đi với me, you đi với you, we đi với us, they đi với them, he đi với him, she đi với her và it đi với it. Thì các bạn nhớ giúp cô, tân ngữ sẽ đứng sau động từ thường cộng me, you, we, they các bạn nhé. Vậy chúng ta có ba sự phân biệt rồi. À, us, cô xin lỗi, us cộng tân ngữ nhá. Chúng ta có ba sự phân biệt: đại từ chủ ngữ đứng đầu câu, thực hiện chủ thể của hành động, được chưa? I go to school thì I là chủ ngữ. Tính từ sở hữu thì đứng trước danh từ, có nghĩa là cái gì của ai, quyển sách này của tôi, chúng ta sẽ dùng my book. Còn đại từ tân ngữ thì sẽ đứng sau động từ. Ví dụ là do you like me? Do you like me? Bạn có thích tôi không? Thì từ me đứng sau động từ like. Được chưa các bạn? Vậy chúng ta hãy cùng làm nhé. Câu số 1, chúng tôi ở trong bức ảnh này. Can you see us? Thì ở đây chúng ta có từ we thì chúng ta sẽ quy đổi sang us. Câu số 2, I like video games. Tôi thích những cái trò chơi điện tử. Thì những cái trò chơi điện tử này chúng ta có thể quy đổi sang chủ ngữ là they, tức là chúng đấy. Dây vừa dùng cho người vừa dùng cho vật số nhiều. Và chúng ta chuyển thành do you like them? Bạn có thích chúng không? Câu số 3, my brothers in your class. Anh trai của tôi trong lớp của bạn. Do you know him? Anh trai của tôi là con trai một người, chúng ta dùng him. Number 4, I'm watching TV. Don't talk to me. Đừng nói chuyện với tôi bây giờ. Number 5, my mom can't speak English. Can you help her? Không bạn nào dùng cho cô, các bạn đừng dùng là can you help she. Bởi vì she là chủ ngữ, sẽ không đứng sau động từ, mà nó sẽ đứng là đầu câu. Được chưa? Bạn cũng không dùng là lưu ý nhá, lưu ý sẽ không dùng she. Ở đây trường hợp này từ her với cả từ với cả đại từ với cả tính từ sở hữu thì nó chung nhau, chúng ta cần phân biệt. Và tiếp theo chúng ta chuyển sang sở hữu cách possessive, có cấu trúc là phẩy s, được chưa? Vậy thì sở hữu cách thì cũng tương đối đơn giản thôi. Nếu mà danh từ số ít nhá, danh từ số ít thì cô biết là a student, các bạn hiểu là danh từ số ít, và nghe bài giảng của cô thì các bạn sẽ phân biệt được. Thì chúng ta sẽ dùng phẩy s, một quyển sách của bạn học sinh, đúng không? Quyển sách của cái bạn học sinh ý, là một bạn thôi. Nhưng mà nếu mà nhiều bạn học sinh chẳng hạn, a student, mà nhiều bạn học sinh, chúng ta chỉ cần dùng phẩy s thôi các bạn nhé. Vậy thì tính từ sở hữu thì sẽ đứng trước cụm đứng trước sở hữu cách thì cụm đứng trước danh từ, và nếu mà danh từ số ít thì chúng ta dùng phẩy s, còn danh từ số nhiều có s rồi chúng ta chỉ cần dùng phẩy. Vậy câu số 1, where is Mary? Chúng ta phẩy s Mary. Cuốn vở của Mary ở đâu? Câu số 2, the children là danh từ số nhiều rồi, không có s, chúng ta dùng phẩy s, được chưa các bạn? Rồi, đây là cái phòng của bọn trẻ. Câu số 3, the teacher, những tên của các cái thầy cô giáo, the teacher có s, chúng ta chỉ dùng phẩy thôi. Và câu số 4, I like Maria's photo. Tôi thích những cái bức ảnh của Maria, thì dùng phẩy s ở Maria, được chưa các bạn? Bởi Maria là một người thôi. Tiếp theo chúng ta học về đại từ sở hữu các bạn nhé. Đại từ sở hữu này, đại từ sở hữu cô cũng lại phiên tiếp cái đại từ nhân xưng chủ ngữ là I, you, we, they, he, she ra đây. Và cô có các cái đại từ sở hữu tương ứng này. I thì đi với my, you đi với yours, we đi với ours, they đi với theirs, he đi với his, she đi với hers, và it đi với its. Được chưa các bạn? Rồi, vậy lưu ý giúp cô.
đại từ sở hữu thì có dịch có nghĩa là cái gì của ai, nhưng nó sẽ bằng tính từ sở hữu cộng danh từ các bạn nhé. Đại từ sở hữu, đại từ sở hữu thì bằng tính từ sở hữu, tính từ sở hữu cộng danh từ. Ví dụ thì cô cho ở trên rồi, được chưa? Vậy đây là sự kết nối thứ tư mà cô muốn nốt với các bạn để chúng ta phân biệt. Câu số 1, these are our holiday photos. Đây là những cái bức ảnh của chúng tôi. Thì đây từ our nó chính là tính từ sở hữu, bởi vì theo sau đó là danh từ photos, được chưa? Còn there are ours thì đây là đại từ sở hữu, theo sau đó không có danh từ nữa, mà nó bằng luôn là cái từ ours này thì nó bằng luôn là từ our holiday photos, được chưa các bạn? Rồi, đây là những cái bức ảnh của chúng tôi. Tiếp theo, đây là cái mũ mới của tôi, thì chúng ta nói là my ở đây là đại từ, ở đây là tính từ sở hữu là my, đúng không? Thì chúng ta quy đổi thôi. My là từ ai ra thôi, thì chúng ta dùng my, được chưa? Câu số 3, đây là cái cặp sách của mẹ tôi, thì mẹ tôi chính là cô ấy đấy. Cô ấy thì chúng ta sẽ quy đổi ra it's hers. Và câu số 4, kia là cái ngôi nhà của anh em họ nhà tôi. Từ cousin có em tức là nhiều người, chúng ta quy đổi ra ngôi danh, vậy là it's theirs. Được chưa các bạn? Đấy là nhà của họ đấy. Vậy động từ to be với dạng câu hỏi thì sao? Nó có những cái dạng như sau các bạn nhé. Vậy động từ to be ở câu hỏi thì các bạn nhớ giúp cô là trong câu hỏi thì động từ to be chúng ta sẽ đảo đến đầu câu. Chúng ta sẽ đảo động từ to be lên đầu câu, được chưa ạ? Tương ứng với từng chủ ngữ thì chúng ta lại dựa vào cái phần nốt của cô ở đây. Vậy cô sẽ chữa nhá. Câu số 1, are Alice and Sophia 12? Hai bạn chúng ta dùng are và no they aren't. The laptop số ít chúng ta dùng is. No it isn't. Number 3, we chúng ta dùng are và yes we are. Yes, we cộng là chủ ngữ, hạ trợ động từ are xuống. Câu số 4, mẹ của bạn số ít, is your mom at work? Yes, she is. Ok, chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo của language focus practice starter unit nhé. Là this, that, these, those. Thì ở cái mục số 8 này các bạn lưu ý cho cô 2 điểm. Thứ nhất, this và these có nghĩa là chỉ những cái vật ở gần. Được chưa? This là ở đây một cái. These là ở đây nhiều cái. That và those chỉ những vật ở xa. That là ở kia một cái. Those là ở kia nhiều cái. Là lưu ý thứ nhất. Thứ hai, this và that theo sau đó là danh từ số ít. Ví dụ, this book, that book, giữ nguyên từ book. Còn these và those theo sau đó là danh từ số nhiều. Trong trường hợp này thì these books, cô sẽ phải thêm S đằng sau từ book, được chưa các bạn? Vậy chúng ta hãy cùng làm nhé. Câu số 1, laptop số nhiều thì chúng ta sẽ dùng those. That chỉ cộng danh từ số ít thôi, mà số ít thì không có S ở từ laptop. Câu số 2, cái học sinh đó trong lớp của tôi, một học sinh dùng that. Câu số 3, happy birthday, chúc mừng sinh nhật. Ở đây là presents, present là nhiều món quà, chúng ta sẽ dùng these. Bởi vì that với these chúng ta chỉ cộng danh từ số ít thôi mà từ presents là nhiều món quà, chúng ta sẽ cộng these. Câu số 4, đây là bạn của tôi, this. Câu số 5, posters, danh từ số nhiều, dùng those. Câu số 6, pizza là một cái, dùng this, được chưa? Yes, is your food good? Ở đây là cái đồ ăn của bạn có ngon không? Thì chúng ta trả lời là that là kia. Chưa đúng, bởi vì người ta đang hỏi cái đồ ăn ngay cạnh mình, chúng ta sẽ dùng this, được chưa? Cái bánh pizza này thực sự là ngon, tasty. Rồi, câu số 9 là have got, là cấu trúc của have got, đúng không? Have got thì cũng chia tương đương chủ ngữ thôi. Nếu mà chủ ngữ của bạn là I, you, we, they, thì chúng ta sẽ dùng have got và phủ định là haven't got. Còn chủ ngữ của bạn là he, she, it, tức là số ít ấy, thì chúng ta sẽ dùng là has got và phủ định là hasn't got. Nhá, chúng ta sẽ cùng ôn lại cái video bài giảng trên lớp của cô. Rồi câu số 1, chúng tôi thích loài các loài động vật. We've got a yellow parrot, chúng tôi có một con vịt màu vàng. Câu số 2, tôi rất là thích chụp ảnh. I've got a camera, tôi có một cái máy ảnh. Câu số 3, Julia is interested in Italian food. Bạn Julia thì rất là thích đồ ăn của Ý. She's got, viết tắt là she's got, viết tắt của từ has. Cô ấy có một quyển sách về nấu ăn món Ý. Câu số 4, are you really into music? Bạn có thực sự thích âm nhạc không? Bạn có thích âm nhạc không?
You've got big speakers in your room. Bạn có những cái loa thật là to trong phòng của bạn. Câu số 5, my cousin, họ hàng của tôi thì rất là giỏi bóng đá. He's got a nice sports bar. Cậu ấy có một cái cặp được đục thể thao rất là đẹp. Câu số 6, my mom and dad are really interested in films. Bố mẹ của tôi thì thực sự là thích phim. They've got a new TV. Cái phần này thì nó tương đối là dễ, cô hy vọng là các bạn chúng ta sẽ làm đúng hết nhé. Câu số 10, chuyển từ dạng viết cái câu khẳng định và phủ định sử dụng have got, đúng không? Khẳng định thì như là tương tự các cái ví dụ ở trên thôi, còn phủ định thì chúng ta có not, và chúng ta sẽ chuyển thành thêm not viết tắt là haven't, viết liền vào thôi. Câu số 1, cô ấy có ba chị em gái, chúng ta sẽ viết là she's got three sisters. Câu số 2, bạn không có not tức là phủ định rồi, bạn không có một quyển vở. You haven't got a notebook. You haven't, viết tắt nhé. Have not, từ not, not, thì mình viết tắt lại là haven't. Câu số 3, we've got a friend in Spain. Chúng tôi có một người bạn ở Tây Ban Nha. Câu số 4, he hasn't, nếu mà chủ ngữ là he, she, it, chúng ta dùng hasn't. He hasn't got a big desk. Anh ấy không có một cái bàn to. Câu số 5, Jasmine and Ever have got a nice teacher. Jasmine và Ava thì có một cái người thầy, một người cô giáo rất là tuyệt vời. Câu số 6, I haven't got a good camera. Tớ không có một cái camera tốt, được chưa các bạn? Vậy chúng ta sẽ chuyển đến mục số 11 nhé. Hãy sắp xếp những cái từ sau để tạo thành câu hỏi, sau đó viết câu trả lời. Thì đây là dạng nghi vấn của cái trường hợp mà have hoặc has, được chưa? Have got hoặc has got. Thì nghi vấn thì chúng ta sẽ đảo trợ động từ has hoặc have lên đầu câu, theo sau là chủ ngữ và cộng got và các cái thành phần tiếp theo. Các bạn nhé, các bạn cũng vẫn nhớ cho cô chủ ngữ là I, you, we, they thì chúng ta sẽ đi về have got. Còn chủ ngữ là he, she, it thì chúng ta sẽ đi về has got. Được chưa? Câu số 1, chị gái của bạn, à bạn có một chị gái không? Have you got a sister? Yes, I have. Number 2, has your friend got a pet? Bạn của bạn có một con thú cưng không? No, he hasn't. Nếu mà đâu chúng ta sẽ dùng dạng phủ định. Has Amira got two brothers? Amira có hai anh em trai phải không? Yes, she has. Number 4, have they got a nice house? Họ có một ngôi nhà tuyệt đẹp phải không? Yes, they have. Number 5, have we got a new teacher? Họ, chúng ta có một người thầy giáo mới phải không? No, we haven't. Tiếp theo là phần cuối cùng của Unit Starter, cũng là một phần vô cùng quan trọng, là phần question what, là các từ để hỏi. Chúng ta học 3 từ để hỏi quan trọng, là từ where, ở đâu, what, cái gì, và who, là ai. Một là vị trí, hai là vật, hỏi vật nào, và ba là hỏi về người. Vậy các bạn hãy cùng cô ôn nhé. Câu số, mục số 12, hãy hoàn thành các câu sau với các từ where, what, for who, là các từ để hỏi. Các từ để hỏi sẽ đứng đầu câu, theo sau đó là trợ động từ và chủ ngữ. Chúng ta dựa vào câu trả lời để tìm từ để hỏi. It's under the desk, nó ở dưới bàn, và chúng ta sẽ dùng where. Câu số 1, câu trả lời là is Gareth Bale, đó là cái nhân vật này. Vậy thì cái ngôi sao thể thao ưa thích của bạn đương nhiên là người rồi, chúng ta hỏi là who. Câu số 2, is in London, ở London, chúng ta sẽ hỏi là where, ở đâu. Câu số 3, is Melmet, tên là Melmet thì hỏi cái gì, tên của bạn là gì, chúng ta cùng gọi your name, câu này quá là thông dụng rồi. Câu số 4, she at home, cô ấy ở nhà, thì sẽ hỏi là where, chị của bạn ở đâu. Và câu số 5, cái món ăn ưa thích của bạn là mì đúng không? Mì ống, pasta, thì chúng ta sẽ hỏi là what. Ok, và mục cuối cùng là mục conjunction, là từ nối. Từ nối là từ nối hai về với nhau. Từ and có nghĩa là và, bổ sung thông tin nhé. Từ or có nghĩa là hoặc, lựa chọn hoặc cái A hoặc cái B. Từ but có nghĩa là nhưng, chỉ sự tương phản đối lập giữa hai vế. Vậy chúng ta hãy cùng dựa vào hai câu để chúng ta điền nhé. Câu số 1, bạn có một người anh em trai không? Có, tôi có một người anh trai, .. Tôi không có một người chị gái. Hai cái này nó mâu thuẫn nhau, đối lập nhau, chúng ta sẽ dùng từ but. Câu số 2, món ăn ưa thích của bạn là gì? Tôi không chắc lắm. Đó là món ăn Ý hoặc là món ăn Mexico. Thì đây là sự lựa chọn thôi, tức là hoặc cái này hoặc cái kia, thì chúng ta sẽ dặn O. Câu số 3, ai là những người bạn ở trường của bạn? Họ là Chris này, Alex này và Jack.
Cái này bổ sung thông tin cho nhau, bạn A, bạn B và bạn C, chúng ta dùng and. Chúng ta sẽ phân tích tương tự câu 4, câu 5, câu 6, cô dịch câu 4. Những sở thích của bạn là gì? Tớ thực sự là thích thể thao, nhưng tớ không thích đọc sách. Từ not ở trên là thích, ở về sau là không thích, chúng ta dùng từ but. Câu số 5, bạn có học ở lớp này hay là học ở lớp kia? Và bạn kia trả lời là lớp này, đây chính là sự lựa chọn, chúng ta dùng are. Câu số 6, có cái gì ở trong cặp của bạn vậy? Tớ có 3 cái quyển sách ở trường, sách giáo khoa và một cái thẻ học sinh của tớ, ID, identification card là cái thẻ học sinh. Được chưa? Okay, that's the end of our lesson today. I wish you like it and hope to see you next time. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Đây cũng được coi là một bài tập ôn tập cho kiểm tra 15 phút giữa kỳ cũng như cuối kỳ 1 của các em luôn. Các em hãy nghe đi nghe lại bài để chúng ta có được kiến thức chắc chắn nhất tổng hợp cho các kỳ thi nhá. Hy vọng gặp lại các em và đừng quên đăng ký kênh của cô để tiếp tục nhận được nhiều video hữu ích trong tương lai nha.